Dạ em xin chào tất cả quý bà con đã quay lại với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại di động qua số là 0858335778 quý con. Dạ thì hiện tại số điện thoại trên sử dụng Zalo và Facebook ha. Dạ thì tiếp tục hôm nay thì em giới thiệu với bà con mình một con máy cưa với con. Một những cái gọi là cái dòng hệ của miền Tây với con. Đến từ thương hiệu là Komatsu Yano ha. Cái model là G340. Thì cái dòng cưa này thích hợp cho sử dụng gia đình ha, công suất nó vừa phải, nhưng mà sử dụng khai thác thì có thể mình leo trèo mình tỉa thanh cao các con cho nhẹ dễ sử dụng. Thì hôm nay em giới thiệu với con mình một con máy hàng gia đình Nhật Bản nha, nguyên zin, nói chung máy rất là đẹp với con, nè làm zin luôn ha. Thì em cũng nói sơ về con máy cho bà con mình cùng tham khảo ha. Thì Komatsu Yano là trong những cái thương hiệu mà nổi tiếng đó con, rất là nhiều dòng ha, những cái dòng mà nồng đứng nồng nằm cũng ưa chuộng rất là nhiều. Thì con này Komatsu G340 thì công suất nó vừa phải với con, công suất nó tầm là khoảng là 33,3 cc ha. Thì piston con này tầm khoảng 37 ly, và cái con này cân nặng trọng lượng nó không lâm xích của nó là khoảng 4,1 kg, còn nếu mà đầy đủ luôn nó tầm khoảng 5,2 kg với con ha, 5,2 kg thì đủ làm xích nhiên liệu ha. Thì con này rất là đẹp với con nè, lòng còn trắng sáng nè. Thì con Komatsu Yano G340 trước mặt với con mình là hàng nguyên zin nha, đầy đủ ha, liền lạc nguyên vẹn ha, đủ tất cả chi tiết hết luôn. Nó có cả tăng xích còn đủ hết ha, tăng xích còn đủ luôn. Đây Komatsu Yano hàng chuẩn Nhật 100% với con ha, made in Japan luôn. Và con này sử dụng một cái lam còn rất là đẹp luôn ha, cái lam latin dày cực kỳ dày luôn, lam tản nhiệt nữa. Thì có những cái phần sứ tản nhiệt nè, với con mình xài nó rất là bền nha, nó sẽ cây lam mình nó sẽ ít nóng hơn với con. Đây latin nè, latin dày cực kỳ dày, thì cây lam mà latin mà nó càng dày thì càng giá trị ha. Cây lam mà giờ quý với con mình mua cũng không mất giá là 500-600 ngàn một cây như thế này với con ha. Và cây lam chiều dài nó sử dụng là khoảng 3,5 tấc với con ha, cây lam 4 tấc nhưng mà chiều dài mình cưa tròn khoảng 3,5 tấc. Và con này sử dụng cái xích chuột ha, sử dụng xích chuột thì xích này nó dài khoảng 38 mắt không biết không con ha, xích cũng còn tương đối là dày nha, mắt nó đều nhau hết rồi. Hệ thống tăng xích vẫn còn luôn ha, tem mạc cũng còn đầy đủ hết. Đây thông số là con ha, độ ồn con này nó rất là thấp nha, khoảng 94 dB thôi. Mở trong bà con xem cái lực gió. Thì dòng này được săn đón rất là nhiều với con, thì giá nó cũng hơi cao so với những cái dòng khác ha. Đây Komatsu Yano nha, lực jack in luôn con ha, còn rất là đẹp. Bình xăng con của hãng Wanro ha. Đây, bình xăng con Wanro, thì Wanro cái bình xăng mẫu là mẫu phổ thông đó con, đa dạng lắm, phụ tùng nó đa dạng, dễ canh chỉnh, dễ sửa chữa, lóc trắng sáng ha. Thì em cũng gãi chi tiết và con mình cùng tham khảo tất cả nội thất bên trong á, để phần nào đánh giá được chất lượng nó như thế nào ha. Đây phần gầm dưới của con ha, phần khá là đẹp. Con này sử dụng hệ thống mà bơm nhớt tự động bằng heo và nhông ha, heo và nhông. Phần canh nhớt ở đây con, đây cái phần này là phần chỉnh nhớt nè, bà con mình muốn ra nhớt nhiều chút ít mà nhớt để bôi trơn lâm xích á thì mình chỉnh với đó. Và cái con này là máy zin nguyên bản á, em bao cái con mình là zin từ trong ra ngoài ha, hàng Nhật nó sao như vậy nha, zin từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, kể cả màu sơn của con ha, đây là màu áo zin của nó nha. Và con này có một điểm là thay thế đó là cái ống xăng này thôi con, ống xăng này mình thay thế nha, tại hàng gia đình Nhật Bản muốn yên tâm thì em thay luôn, tại vì nhiều khi để lâu quá cái ống xăng nó răng răng á, nó đứt thì nó không đứt mà nó răng răng á, thôi thay chắc cú ha. Thì nhiều khi bà con mình ở xa xôi á thì cái ống xăng này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều bà con ha, cũng sử dụng cái ống xăng tốt thôi. Rồi buji đồ IC đồ zin hết trắng sáng. Và em cũng hướng dẫn với bà con mình cách khởi động con máy luôn ha. Thì con máy này cũng sử dụng khởi động cũng giống như là bao con máy cưa máy cắt cỏ khác thôi các con, nó cũng những cái bước mà gọi là cơ bản thôi. Thì cái bước đầu tiên với bà con mình là bật công tắc, thì cái đó là muôn thở rồi. Đây bà con bật công tắc ha, bật lên nha, xong rồi con mình kéo giúp em cái e nè ha, này e tự động luôn nha các con ha, kéo cái e nè, xong rồi con mình giật giúp em từ 1 tới 2 cái, máy nó sặc nó ho lên nó tắt á,
thì bà con mình bóp ra nè, tự động nhảy vô nè, bà con mình giật cái nó sẽ nổ ha. Còn trường hợp bà con muốn nhảy nổ nó vừa giật vừa giữ ra thì rất cực kỳ nhảy nổ nha. Dạ thì đây giới thiệu phần này luôn bà con ha. Cái nắp to ngoài sau này con là cái nắp bình xăng ha, là chứa hỗn hợp nhiên liệu là xăng pha nhớt. Còn cái nắp màu đen này là có ký hiệu cái lưỡi xích của con, là nắp này là nắp nhớt ha, là chứa nhớt thải bôi trơn lâm xích ha. Thì cái dòng này quý con sử dụng gia đình thì không biết như nào nó mới hư ha, sẽ mua nhớt tốt xíu ha. Thì em cái đó là cái lời muôn thở rồi, lúc nào em cũng nói bà con vậy. Máy hay thì bền hay không là do bà con mình sử dụng cái nhớt ha, và cái liều lượng khi mình pha ha, thì nó sẽ cực kỳ bền ha. Còn máy móc thì cứ khi em tới với bà con mình thì đã kiểm tra rất là ok từ trong ra ngoài rồi, còn cái việc còn lại là biết bà con mình sử dụng thôi ạ. Dạ thì hiện tại con Komatsu Yano G340 thì em đang bán với giá là 3,6 triệu á, thì em sẽ bao ship toàn quốc với bà con mình luôn ạ. Thì phụ kiện kèm theo thì nó có một cái vỏ lam như thế này, vỏ lam zin của nó luôn ha, một cái vỏ lam zin, một cái giũa và một cái tiếp mở buri ha. Và em tặng kèm cho quý của con mình một cái chai nhớt 100ml Mitsuyama để bà con mình pha ha. Dạ thì quý bà con có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại di động là 0858335778, em gắn trên góc phải màn hình với con ha. Dạ rồi thì đây là những cái thông số cũng như những cái tổng quan bên ngoài của con máy á, thì bà con mình có thể tham khảo chi tiết nha, có cần thì cho alo ngay cho em. À còn một cái chi tiết nữa con, cái phần tay bảo vệ rồi con, nó hơi bị dập một xíu chỗ này ha. Đây là một cái điểm trừ chỗ con này ha, chỉ chỗ này thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều với con ha. Tại vì cái con này nó thiết kế là không có tay phanh, nó chỉ là một cái chắn bảo vệ vậy thôi chứ không có tay phanh ha, nên cũng không có ảnh hưởng gì ha. Rồi em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ em xin chào ha, chúc mọi người ngày mới tốt lành ạ. Oh,